Em xin mến chào quý cô chú và các anh chị đã quay trở lại với kênh youtube Vlog Đường Phố của em nha. Facebook cơ Thanh Hằng có comment là đa số những người tung hô cho anh Tú họ có vấn đề về não bộ ngắn nên mới kéo nhau đi theo anh Tú đi bộ gọi là tu chân như vậy. Bọn thế lực ngầm, truyền thông bẩn, phản đông và cái đám đệ tử của ông Thông Lạc họ muốn chống phá đạo Phật muốn phá giáo lý nhà Phật biến dạng thành giáo lý pháp hành tu chân cái kiểu bị thần kinh. Ngủ ở nghĩa địa bị âm binh điều khiển không bình thường giống như cách hành ất ơ thần kinh bất ổn mà lê anh tú đang hành xà quần trên thân ngũ quần gọi là rơi vào biên kiến tà kiến ngoại đạo nhé. Vậy em xin phản biện lại lời nói của bạn này nhé, phản biện một cách văn minh và lịch sự ạ để cho bạn ấy phải tâm phục khẩu phục. 1. về vấn đề não bộ ngắn. Để đánh giá một người hay một nhóm người là có vấn đề về não bộ ngắn cần có cơ sở khoa học rõ ràng. Việc một nhóm người theo đuổi hay ủng hộ một cá nhân hay phương pháp tu hành không thể chỉ đơn giản quy kết là do họ có vấn đề về trí tuệ. Tôn trọng sự lựa chọn và niềm tin của người khác là nguyên tắc cơ bản trong một xã hội đa nguyên và tôn trọng lẫn nhau. Hai, về phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành của anh Tú Tức Thầy Thích Minh Tuệ được một số người gọi là tu chân có thể khác biệt so với các phương pháp truyền thống. Nhưng điều này không có nghĩa là nó sai lầm hay bị coi là thần kinh. Đạo Phật có nhiều trường phái và phương pháp tu hành khác nhau, từ thiền định, tụng kinh đến những hình thức khổ hạnh khác nhau. Việc ngủ ở nghĩa địa hay các hành vi khổ hạnh khác đều có lý do tâm linh và tu tập riêng, không thể đánh giá chỉ bằng những nhận định chủ quan và thiếu sự hiểu biết sâu sắc. 3. Về các lực lượng ngầm và truyền thông bẩn. Việc cáo buộc bọn thế lực ngầm, truyền thông bẩn, phản động mà không có bằng chứng rõ ràng là một cách tiếp cận thiếu trách nhiệm. Mọi lời buộc tội cần phải dựa trên cơ sở thực tế và bằng chứng cụ thể. Sự khác biệt trong quan điểm và phương pháp tu hành không nên bị chính trị hóa hay bị coi là âm mưu phá hoại. 4. Về giáo lý nhà Phật. Đạo Phật tôn trọng sự đa dạng trong phương pháp tu tập. Việc anh Tú như bạn nói hay bất kỳ ai chọn một con đường tu hành riêng biệt đều có thể nằm trong sự đa dạng phong phú đó. Việc coi phương pháp tu hành của người khác là biên kiến tà kiến ngoại đạo cần phải dựa trên hiểu biết sâu sắc và đúng đắn về giáo lý Phật giáo. Giáo lý nhà Phật khuyến khích sự từ bi, lòng khoan dung và sự hiểu biết, không phải sự phán xét và chỉ trích. 5. Về tôn trọng sự khác biệt. Mỗi người có quyền chọn lựa con đường tu tập của riêng mình. Tôn trọng sự khác biệt và đa dạng là nền tảng của một xã hội văn minh và tôn trọng lẫn nhau. Thay vì chỉ trích Hãy mở lòng để hiểu và chia sẻ, từ đó tạo nên sự đồng cảm và hòa hợp trong cộng đồng. Như vậy phê phán và chỉ trích một cách không căn cứ và không tôn trọng những khác biệt là hành động thiếu suy nghĩ và không phù hợp với tinh thần từ bi và khoan dung của đạo Phật. Hãy mở lòng để hiểu và chia sẻ, từ đó tạo nên sự đồng cảm và hòa hợp trong cộng đồng bạn nhé. Em xin mến chào và hẹn gặp lại quý cô chú và các anh chị trong những video tiếp theo.